Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Ngày hôm nay là tối thứ bảy thì cũng chúc cả nhà mình có một buổi tối cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình ha. Hy vọng là cả nhà sẽ thích những cái món hàng trong video ngày hôm nay. Và em xin nhắc lại là số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video. Cả nhà mình có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào số điện thoại này để mà mình chốt cái món hàng mà mình ưng ý nhất ha. Và trên bàn em đang có ngày hôm nay trong video này em sẽ có được hai chiếc đồng hồ để bàn. Hôm trước thì em đã có giới thiệu một chiếc rồi ha. Hôm nay thì em giới thiệu thêm hai chiếc nữa, và cái dòng của nó là cũng là cái dòng đồng giống như là cái chiếc hôm trước, hàng của Citizen, made in Japan nha. Cũng giống như là hôm trước em đã từng báo thì ở trên cái thông số của cái đồng hồ này á, nó có một cái miếng cái cuốn mà thông số á, thì họ ghi nó là bằng đồng, nhưng mà trên giấy thôi, còn khi mà cầm bên ngoài đó thì em không dám chắc nó là có phải là đồng đúc nguyên khối không hay là nó chỉ mạ đồng ha, cho nên là em sẽ báo nó là mạ đồng thôi nha. Thì nếu mà anh chị về mình khám phá thêm giùm em ha. Hàng này là hàng của Citizen, nội địa Nhật nè. Rồi cái chiếc trên bàn em đang là cái mã 4RG861, hàng của Citizen ha. Cái kiểu của nó là cái hình một cái cây bonsai và hai cái con chim hạc quá, hai con hạc hay là hai con thiên nga gì đó, chắc là con hạc quá, làm kiểu rất là đẹp. Đây, bên trong nó còn tem mã đồ hết nha. Ở trên này thì nó ghi là bằng đồng đó, nhưng mà em sẽ không có báo bằng đồng đốt nguyên đâu nha. Rồi mình và cái lớp mạ bên ngoài này nhìn nó cũng rất là đẹp, rất là sáng luôn. Hàng của Citizen, người ta làm rất là bóng bẩy, không có phải là ba dớ gì hết, anh chị yên tâm mình xài ha. Mới full trong hộp luôn. Đây, kim kim là kim giật nha, không phải kim trôi nè. Không có tì vết nào hết nha. Đây, cái cây làm cũng rất là đẹp nè, làm từng chi tiết rất là đẹp luôn. Trên đây là cây bonsai, cái này mình mua về làm quà cũng được luôn, mình biếu tặng cho gì đó được hết, tại vì này là hàng còn full hộp. Phía sau đây, cái này nè, khi mình bỏ pin vô phía bên trong này nha, máy của nó đây anh chị, Japan luôn nha. Đó, trên máy ghi chữ Japan luôn ha. Anh chị yên tâm là những cái đồng hồ này thì thật ra em cũng không có rành gì đóng như là những nơi khác, người ta sẽ đem về người ta binh biến rồi ha. Còn em là hàng như thế nào thì em giới thiệu như vậy thôi, tại vì mình bán lâu dài. Còn nếu mà mình binh biến gì đó thì mai mốt người ta sẽ không có mua của mình nữa nha. Nên anh chị yên tâm là hàng nó full hộp và như vậy là em giới thiệu cho mình luôn. Mình yên tâm mình xài ha, không có lo gì hết. Rồi, hàng nội địa Nhật ha, và em thử pin cho mình xem nè. Mình sẽ dùng một pin AA của mình, pin con ó này. Đây, máy chạy ok. Đó, chữ Japan nó nằm ở dưới này. Đây, anh chị thấy không? Rồi cái trên cái máy người ta cũng có để chữ Japan luôn ha. Nói chung là rất đẹp. Cái này nó sẽ nhỏ hơn cái hôm trước chút xíu, để em chỉnh cái đèn. Cái này nó nhỏ hơn cái hôm trước tí xíu. Ở trên cái nắp của nó cũng có để mấy cái thông số rồi nè. Rồi, để em sẽ đo kích thước cho anh chị xem. Nó tổng chiều cao lên là được 21.5 và bề ngang chắc tầm khoảng được 18 đến 19 cm, rất là đẹp luôn. Đó. Để một vòng cho anh chị xem ha. Máy chạy ok hết nha. Đây. Người ta dập số, dập đồ nhóc hết trơn trong này ha. Hàng chuẩn nội địa Nhật. Đó. Quá đẹp. Rồi cái này giá người ta đang niêm yết là 6.000 yên đó. Thì em sẽ bán cho anh chị cái đồng hồ này với giá là 1.250.000 ha. Mình chốt giúp em mã là đồng hồ 6.000 nha, để em phân biệt với cái đồng hồ kia. Tại video này có hai cái đồng hồ, là đồng hồ 6.000, 1.250.000 nha. Giá này là giá mình về mình sưu tầm, rất là ổn áp luôn, xịn mịn, đẹp lắm. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc đồng hồ lớn hơn. Cái mã số của nó là 4RG887-063, hàng nội địa Nhật ha. Còn mã vạch ở đây, hàng cũng là của Citizen, cái dòng cũng là dòng mạ đồng giống như nãy luôn. Cái chiếc đồng hồ này thì nó to hơn cái nãy chút xíu. Đây, để em bật lên cho anh chị xem dễ này. Đó.
nó to hơn cái đồng hồ, cái cây hồi nãy chút xíu, cái hình là cũng là thiên thần luôn, mà con sóc nè, chùm nho rồi ha, rất là đẹp. Và cái mặt của nó to nữa nè anh chị, cái này rất là nặng luôn đó, made in Japan nha, y chang cái nãy luôn, citizen nè, kim là kim giật nè, đẹp lắm, cái này rất là nặng luôn. Phía sau cái đế này, cái này anh chị mua đi mình để trên bàn của mình á, xuất sắc liền, sang lên liền ha, hoặc là mình mua cho để trên bàn giám đốc hay gì đó cũng rất là hay. Và cái chiều cao của cái đồng hồ này là được 24 cm, và chiều ngang là được 16.5 đến 17 cm, rất là đẹp nha anh chị. Và để em thử pin cho anh chị xem luôn ha. Lưu ý là những cái này, cái đồng hồ này, riêng cái đồng hồ lớn này thì nó có một cái lỗi như sau, đó là người ta để cái viên pin ở trong này này đó, cho nên là nó có vị sét phía bên trong này ha, nhưng mà ở cái chốt này và chốt này thì nó như mới, không có ảnh hưởng gì hết. Cái này về anh chị vệ sinh lại cũng được, không ảnh hưởng đến chất lượng nha. Đây cái máy Japan ở đây ha, đó. Rồi thử pin vô. Đó, đồng hồ chạy ok hết, hoàn toàn ok ha, không tì vết gì hết luôn, rất là đẹp luôn. Japan đẹp lắm. Cái đồng hồ này người ta bán với giá là 8.000 yên đó anh chị, thì do nó có chút xíu lỗi đó cho nên là em sẽ bán cái này rẻ chút xíu cho anh chị mình xài nha. Để coi cái mã nó nằm ở đây. Rồi em sẽ bán cho mình với giá là 1.600.000, mình chốt giúp em mã đồng hồ 8.000 nha, đồng hồ 8.000 giá 1.600.000, hoặc là các anh chị ghi chữ đồng hồ rồi cái giá tiền giùm em là em phân biệt được ha, để mình tránh bị nhầm lẫn, mình gửi đi gửi về rồi thì nó mất thời gian. Rất là đẹp nha, hai đồng hồ siêu phẩm trong ngày hôm nay của em. Rồi một cái lớn một cái nhỏ, cái cây á, cái màu nó tươi hơn cái hình của chú bé hơn, cái cây màu nó tươi hơn chút xíu. Rồi tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho mình một cái bộ nồi chảo tiếp tục ha. Bộ chảo, cái bộ này là anh chị hay xem phim kiếm hiệp Trung Quốc nè, tại vì nó kiểu nó làm giống như là cái kiểu của Bắc Kinh ngày xưa, của mấy người mà người ta bán trong nhà bếp, ở trong nhà hàng, ở trong phim á. Nó làm cái kiểu như này nha, nó không phải là chống dính nha anh chị, nó bằng sắt. Đây cái hiệu của nó đây, hàng nào đi Nhật ha, mà làm cái kiểu là cái kiểu nồi Bắc Kinh. Đây là hàng nào đi Nhật, rất đẹp luôn. Rồi, cái này mình xào chiên nấu gì đó vân vân làm được hết, tại vì cái sâu lòng, cái chiều, cái đường kính miệng của nó là được 30 cm, và cái chiều cao lên là được khoảng 7.5 đến 8 cm á. Đẹp lắm, 30 cm nha. Lưu ý là nó không có chống dính nha anh chị. Đó, rất đẹp và rất nặng ha, nồi bằng sắt, đẹp lắm luôn. Ở bên trong này, hoặc là những cái mình hay xem những cái nhà hàng nào đó người ta cũng hay làm như này nè, tuy là nó không chống dính nhưng mà nó rất là bóng bẩy, anh chị sử dụng một thời gian ha thì nó sẽ giống như nồi chống dính luôn, tại vì nó bóng lưỡng như này, nó không có bị dính đồ ăn đâu. Rồi một cái chảo này nó sẽ kèm thêm cung một bộ của nó là một cái muỗng múc nè, cái muôi nè, trời ơi nó dễ thương, nó y chang như trong phim luôn anh chị. Đây nha ha, màu đen luôn, bằng sắt cán gỗ nè. Rồi một cái để mình nấu mì nè, ở trong phim sao là ở ngoài nó y chang vậy đó. Cái này là để vật mì, cái vật mì thì nó cũng to, nó được 18 cm, to đó, đẹp lắm. Bộ này mình mua về mình sưu tầm cũng được, mình xài thì vô tư rồi, còn mà nếu mà anh chị nào mua về sưu tầm nó cũng hay hay đó, kiểu nó lạ lạ ha. Rồi mình chốt giúp em mã là nồi sắt nha, 750.000 nồi sắt nha, 750, đẹp và lạ nữa đó, mình mua về mình sưu tầm chơi. Nồi sắt giá 750 nha. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu lại hai cái chiếc ấm đun. Hai cái ấm này hôm trước thì nhiều anh chị hỏi ấm lắm nè, nhưng mà sao về chiếc này thì chưa thấy, chưa tìm được anh chị nào đang cần ha. Em sẽ giới thiệu lại hai cái ấm đun nước, dung tích là 2 lít. Ấm này là có reo nha anh chị, hàng ấm này có reo ha, hàng stainless steel. Tuy nhiên mình không sử dụng được bếp từ nha, nó như này,
Ở cái đá nó như này ha, đây chữ Tensile Nhật Bản nằm đây, Tensile Japan ha, hàng này là hàng nội địa Nhật đó, rất đẹp luôn. Cái size của nó được là 2 lít, và anh chị xem nè, cái nắp rêu ha, cái loại này thì mình sử dụng nó an toàn khi mà mình nấu nước sôi á, thì mình xách đi nè, thì nếu ví dụ mình có va vấp, mình có té hay gì đó thì nó cũng không có bị đổ nước nhiều ra ngoài như cái kia. Nó thì nó hơi xui ha, nhưng mà thật sự là nó đảm bảo được an toàn hơn cho mình, và cái dung tích nó cũng nhỏ gọn, dễ dàng để mình sử dụng trong nhà ha, rất là tiện lợi luôn. Cái đường kính đáy của nó là được 19.5 cm đó, rất đẹp, cán nhựa nha anh chị, đẹp lắm, nội địa. Rồi dung tích là 2 lít, mình cái này em bán với 480.000 nha. Cái đó là cái nội địa Nhật, còn cái này là hàng Nhật nhưng mà sản xuất tại Korea, tại Hàn Quốc này, Stainless Steel Korea. Đây để em nét cái này là cho anh chị xem đó, cái này là hàng Nhật nhưng mà sản xuất tại Hàn Quốc, còn cái kia là nội địa Nhật luôn, sản xuất tại Nhật luôn ha. Rất đẹp. Cái này cũng là một cái chiếc ấm reo luôn, y chang như nãy luôn nha. Đó, dung tích là 2 lít, đẹp quá, cũng không xài được bếp từ nha anh chị ơi. 19 cm. Rồi, ngày hôm nay thì em sẽ bán giảm xíu cho mình để mình mua mình xài ha. Ấm rất là đẹp luôn, mỗi cái là 450.000. Mình chốt giúp em mã ấm ra, và ấm Hàn Quốc hay là ấm Nhật thì anh chị check lại giúp em nha. Anh chị muốn cái nào thì mình ghi cái đó ra giùm em ha. 450.000 đồng giá, em chỉ có 2 cái ấm luôn đó, như này rất là đẹp luôn ha. Tiếp theo là em sẽ có một cái combo giá rẻ cho mình nè. Cái combo này là combo anh chị nào làm bánh, chị nào làm bánh thì mình chốt cái combo này đi, rất rẻ nha. Thì bao gồm một cái đánh trứng này, rồi mấy cái bát kem này, cái này rồi. Mấy chị nào thích làm bánh đó thì mình chốt đi, rất là rẻ luôn. Em còn mấy cái này thì em gom combo lại em bán cho mình nha. Đó, bông bát kem rồi vân vân, đẹp lắm, bông nè, sao nè. Rồi trong đây thì nó có rất là nhiều cỡ nhỏ để mình bắt ha. Cái này mình ra ngoài tiệm mình mua cũng rất là mắc luôn, thì hôm nay nếu mình gặp anh chị nào thích thì mình lấy giùm em ha. Cái này để mình gắn vô trong cái bọc để mình bắt kem á. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Hàng Tensile Steel của Nhật nha, hàng có thương hiệu đàng hoàng ha. Đó, rồi một combo làm bánh này em sẽ bán cho mình với giá là 100.000 thôi. Anh chị nào đang cần thì mình chốt cho em mã combo làm bánh nha, 100.000 thôi. Rất là rẻ, những cái nhỏ nhỏ lẫn tẳng này thì em sẽ gom lại em bán combo cho mình dễ mua, dễ xài ha. Rồi em giới thiệu lại một cái này đẹp lắm anh chị ơi. Cái này là các chú bác anh chị nào mà thích sưu tầm thì mình để ý đi, rất đẹp luôn. Lót dĩa mà nó hình chiếc lá, rất là đẹp, bằng sắt nha, đẹp lắm, rất là nhìn nó lạ lùng đó. Thấy cưng lắm, mình trang trí ở trong nhà mình cũng là rất là ok ha. Đó, đây màu nâu như này nha, đẹp xuất sắc, làm cái kiểu rất là hay, chữ Nhật nè ha, hàng nội địa Nhật. Một cái set này nó gồm 5 cái, chiều dài của nó là được 12.5, chiều ngang là được 7.5, rất là đẹp luôn. Và độ dày đây anh chị nè, lưu ý là nó là lót ly thôi ha, không có cái ly nha. Những cái này em nghĩ là mình xài thì ok, nhưng mà mình trang trí nó hay hơn, rất là đẹp. Rồi mình chốt giúp em mã chiếc lá nha, chiếc lá em bán 600.000, sưu tầm anh chị ha, chiếc lá 600.000, rất là đẹp, còn là đồ siêu phẩm không á. Rồi tiếp theo là một cái toner. Cái tông đơn này là để cắt tóc cho em bé đó anh chị, của Panasonic nè, R3300B. Cái này người ta bán cũng rất là mắc ha, hàng của Nhật và sản xuất tại Trung Quốc. Đó, đây cái này thì hôm trước em có giới thiệu rồi mà chưa có gặp anh chị nào đang cần á, thì ngày hôm nay em giới thiệu lại lần nữa cho mình nha. Cái này còn full cái cuốn hướng dẫn sử dụng luôn. Đó, rồi cái này thì nó khác những cái khác ở chỗ nào, tức là nó có cái lớp bên ngoài này ha, để mà khi mà mình cắt tóc cho em bé thì tóc nó rớt xuống đây, nó không có rớt xuống mặt, và em nó đỡ sợ hơn, và nó không nhiều khi nó bị vô mắt hay gì đó thì em nó không có chịu được, tại vì em bé nhỏ thì nó không có biết giống như mình đâu đó.
như này ha. Đây mình cắt vô thì nó sẽ không có rớt xuống mắt mà nó nằm ở trong này luôn. Rồi sau khi mình cắt xong mình đem ra mình đổ thôi, rất là tiện luôn. Đây như này, xà từ bé nhỏ xíu xà sinh từ đó bé lớn luôn ha. Rồi để em đọc cái thông số cho anh chị nha. Cái này rất là tiện luôn á, các bạn chị nào ở nhà có em bé thì mình nên mua, tại vì nó rất là hay. Đây nè, ở trong này người ta hướng dẫn cho mình sử dụng ha. Đó. Rất là nhiều để sử dụng và hướng dẫn cho mình sử dụng và mình vệ sinh nha. Máy còn chạy em ha. Hàng mới chưa sử dụng luôn đó. Sử dụng hai viên pin như này, hai viên pin hai bên ha. Để em tháo cái pin ra để quên. Rồi lại lại. Rồi ngày hôm nay em sẽ giảm giá cái này để cho anh chị mua xài nha. Mình chốt giúp em mã là cắt tóc đi, cắt tóc giá 300.000 thôi ha, rất là rẻ luôn. Cắt tóc giá 300.000 nha, hôm trước là bán 4-500 gì đó, hình như 550 hay sao á. Rồi mình chốt cho em mã cắt tóc 300.000 luôn nha. Em có em giảm luôn cho nhanh để anh chị mình mua mình xài ha. Và cũng để hàng mới về luôn. Rồi tiếp theo là vài cái túi nữa thì em sẽ kết thúc video hôm nay nha. Đầu tiên là em sẽ có một chiếc bao tử. Chiếc bao tử này nó giống như cái chiếc bao tử hôm 2 ngày trước em có giới thiệu đó, nhưng mà nó chỉ khác màu thôi. Lưu ý là hàng này là hàng may ở Việt Nam, mới full chưa sử dụng chứ không phải là hàng si ha. Đó, anh chị nào đang cần một chiếc bao tử xài mà kiểu chưa tìm được một chiếc nào mà hàng si mà ưng ý á, thì mình nghĩ em này nha, hàng cũng là full da thật luôn, may cũng rất là sắc sảo tỉ mỉ ha. Đó, hàng cũng là full da thật, anh chị test da bằng cái chỗ này ha, rất là đẹp luôn và may rất là chắc chắn. Cái kiểu này là kiểu bao tử đứng, nam nữ đều xài được, và các chị nữ mà tomboy chút xíu thì mình xài cũng rất đẹp ha. Cái màu này không phải là màu đen đâu nha anh chị, cái màu này nó hơi nâu đen á, và nó không có nâu như cái hôm qua hôm kia ha, nên nó hơi nâu đen, cái màu rất là dễ phối đồ luôn. Trung niên một chút xíu xài cũng được, hoặc là trẻ chút xíu mình xài cũng ok. Nó có nhiều ngăn, một ngăn nhỏ ở đây, một ngăn ở đây, đây cái ngăn bên trong đó, lót vải sạch sẽ luôn, mai cũng rất là tỉ mỉ đẹp. Và da bò thật thì mình xài cũng vô tư, nó lâu lắm nó mới hư ha, rất là lâu luôn, mấy chục năm nó mới hư. Chỉ là mình chán kiểu hoặc là nó cũ thôi, rồi mình thay cái khác thôi ha. Rất là rộng, cái này mình đựng được nhiều thứ lắm. Ví tiền dài là vô tư luôn. Rồi cái size của nó là không tính cái wide ha, tính cái thân thôi là 31cm, là nhân bề ngang là 20cm đó. Vì cái bản dày của nó khoảng được 7-8cm. Rất là đẹp. Dây kéo khoen khóa ok hết ha, tại vì cái này là hàng full mới. Rồi anh chị chốt giúp em mã là bao tử 2 nha, để sợ hôm qua mình coi cái kia cái mình chốt bị nhầm á. Bao tử 2 giá 350.000 nha. Bao tử 2 350.000. Cái hàng này là tại vì em thấy nó đẹp nên em đem về giới thiệu cho anh chị xài ha. Còn nếu như mà anh chú nào mình thích xài đồ hiệu và kiểu như mình thích sưu tầm đồ si đồ đó thì cái này nó không phù hợp. Còn nếu mình chỉ mua xài thôi thì cái này ok, xài bao em không bao giờ, rất là lâu lắm luôn nó mới rách hư ha. Rất là đẹp. Đây, full da bò thật anh chị ha. Rồi, bao tử 2 350.000 thôi. Và tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc cặp. Cặp này rất là đẹp nha, kiểu đẹp xuất sắc luôn. Đó. Bên ngoài thì nó mới hơn trên này ha, tại vì lên video thì nó hơi bị chá thôi. Cái màu của nó là màu xanh, xanh pha đen đen á, rất là đẹp luôn. Hôm trước giờ thì cặp thì đa phần là màu đen hoặc là màu nâu anh chị, còn cái này là màu xanh pha ha. Và lưu ý là cái này là hàng hiệu Maxuzi gì này, cái hiệu nằm ở đây nha. Rất là đẹp, phơm đứng. Cái này công sở ok hết, các anh hoặc các chú đều xài được, tại vì nó không có kén, nó không có kén tuổi đâu. Cái màu cái kiểu nó rất là dễ xài. Và cái mặt này nè, cái mặt xanh này ha, hai mặt hai bên này á là chất canvas. Ôi sao lưng nó đẹp, quá đẹp luôn. Rồi cái viền này á và cái dây này là da bò thật nha, cái viền và dây da bò thật và là màu xanh tương đồng luôn, rất là đẹp. Cái đá đây đẹp lắm, ở sau làm thêm một cái dây kéo nữa ha. Lưu ý cái này là hàng cái này canvas nha, còn ở
Cái này thì nó là phối da bò thật. Rồi để em xem cho mình xem bên trong ha. Quá đẹp luôn, 1, 2, 3 ngăn. 3 ngăn lớn và một ngăn laptop nè. Ngăn laptop nhỏ ở đây nè. Rồi, một ngăn lớn đây, 2 ngăn lớn đây, 3 ngăn lớn đây. Và dây đeo màu xanh luôn, đẹp lắm. Màu xanh này nó không có bị chá, không bị quê đâu nha. Màu xanh nó rất là dễ phối đồ, rất là lịch lãm luôn. Rồi, cái lót thì vải sạch sẽ, dập hiệu hãng luôn nè anh chị. Thường những cái hàng xịn á, thì là những cái lót vải nó sẽ dập hiệu như này nè. Đó, và sạch tinh tươm ha, không dơ, không gì chút xíu nào hết, không rách, không hư. Đẹp, xuất sắc. Đẹp quá, cái phơm này rất là đẹp luôn, rất là dễ xài ha, xài sang vô cùng luôn. Rồi, mình chốt giùm em cái mã là cặp xanh nha. Cặp xanh giá 500 ngàn, cặp xanh giùm em nha, giá 500. Rồi, tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc cặp đựng laptop. Cái này mình xách tay hoặc là đeo vai đều được. Mà cái foam này nó rất là dễ, mình xách tay rất là đẹp nha. Đeo vai thì mình người ta làm cho hai cái khoen nhỏ hai bên này nè, mình muốn đeo thì mình đeo nha. Còn không, cái này em thấy xách tay đẹp hơn. Và hiệu của nó là hiệu Niva Samsung. Cái hiệu này anh chị sẽ thường hay gặp lắm, rất là thường hay gặp. Tại vì nó rất là kiểu nó phổ thông á. Nó là full da bò thật nha, full da bò thật hết, hai mặt luôn. Cái kiểu cái foam của nó tròn tròn như này nè. Được một cái là dây kéo hàng xịn, là anh chị kéo anh chị thấy thích liền, không có bị dướng nha. Nó có một cái dây kéo ở trên miệng này, rồi sau đó là ở dưới cái đáy. Nếu mà bình thường mình xài thì mình kéo vậy phải không, còn hôm nào mình đựng đồ hơi nhiều thì mình kéo vung nó ra thì nó sẽ ra được khoảng tầm 5 cm nữa đó, như này, thêm 5 cm nữa để cho mình đựng đồ cho nó rộng rãi ha. Đây cái hiệu nó này, tag của nó này. Và bên trong như mới luôn. Em sẽ báo độ mới này là khoảng 90-95% nha. Cái tag nè, Niva Samsung, là design in Milan nha. Không có ghi xuất xứ ở đâu hết, nhưng mà cái thiết kế này là ở Milan. Không ghi là sản xuất ở đâu hết trơn, có nghĩa là Taiwan hay là China gì đó. Nhưng mà quan trọng là cái da bò thật full luôn, rất là đẹp và bên trong rất là xịn ha. Anh chị nào mà cần một chiếc để mà mình đi làm hàng ngày, xách laptop gì đó, hoặc là đi họp, đi gặp đối tác gì đó, mình cần một chiếc cặp ổn áp chút xíu thì mình xài cái này nha. Để em đo kích thước cho mình. Cái bề ngang của nó là được 39 cm, bề rộng là được bề cao là được 33, và bề rộng nếu mình bung ra được khoảng 5 cm, còn nếu mình không bung thì nó xẹp như này, đựng vừa cái laptop thôi. Và dây đeo zin của nó luôn ha, khoen khóa là chắc chắn, chắc như nịch luôn, rất đẹp. Hồi nãy như là em chưa có đo cái kích thước của cái cặp xanh nha, để em đo lại cái cặp xanh cho anh chị xem nè. Rồi cái cặp xanh kích thước thì nó cũng rất là dễ xài, 38.5 nhân với 30 và nhân cái này là nhân 7 nhân 8 cm rồi. Cặp xanh thì rất là đẹp, hàng hiệu ha, và cái kiểu và cái màu nó rất là dễ xài, cũng khó kiếm cái màu này nha, màu rất là đẹp. Rồi nếu mà anh chị nào cần một cái laptop như này, đựng laptop như này ha, hiệu Niva Samsung, thì mình chốt cho em mã cặp Samsung nha. Cặp Samsung giá 450 ngàn, cặp Samsung 450 ha. Vì sao mà em bán cái cặp full da bò nó lại giá thấp hơn cái cặp kia, nó là có chất canvas pha da bò ha. Tại vì cái Samsung này á, như em đã nói thì nó là cái thương hiệu nó thông dụng, mình dễ mua dễ gặp hơn so với là cái thương hiệu này, so với cái chiếc cặp này, và cái màu nó xuất sắc, nó lạ đó, cho nên giá nó cao hơn chút xíu nha anh chị. Cho nên là anh chị nào mà cần một cái mình đi làm rồi đó mà kiểu lạ lạ thì mình lấy cái này. Còn nếu mà mình cần để mình đựng laptop đồ bình thường thôi, hoặc là anh chị không thích màu, mình thích màu đen thì mình lấy cái này ha, full da bò luôn, xài biết nào hư luôn. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc túi du lịch. Đó, chiếc túi du lịch hàng của Valentino, Ghiberti chứ không phải Burberry ha. Ghiberti Valentino, cái thương hiệu này là của Italia, nhưng mà chiếc túi này thì nó sản xuất tại China. Nó sản xuất tại China ha. Đây rất là đẹp luôn. Bây giờ em gọn sơ sơ lên cho mình xem cái form á. Cái túi này thì anh chị đựng đi công tác hay đi du lịch gì đó được 10 bộ đồ luôn, tại vì nó khá là cao. Và cái chất của nó là cái này là canvas này, còn cái này là da tổng hợp.
canvas da tổng hợp. Quan trọng là mình nhìn đó, cái kiểu canvas. Canvas thì không phải là dởm đâu nha anh chị. Canvas thì những một số thương hiệu người ta sẽ làm canvas nhiều lắm. Ví dụ như là LV rồi đó. Thì anh chị thấy mấy người ta hay xách những cái túi đó, nó sẽ có những cái dòng full da thật. Còn thông dụng nhất thì nó sẽ làm cái canvas là nhiều. Cái máy của em nó không có lấy được hết cái hình này tại vì nó khá là to. Để em xách ra chút xíu ha. Đây. Đó. Tại vì cái túi nó rất là to. Anh chị xách lên là nó sang liền luôn. Cái quà dân của nó là hiệu hãng luôn nè, rất là đẹp ha. Còn cái lót bên trong, cái này anh hay chị về xài cũng được. Đây, có dây đeo cho mình nha. Rồi, phía bên trong là một cái miếng lót đái nè. Rồi, ở đây một ngăn nhỏ. Cái này là cái da bên ngoài, cái da canvas bên ngoài luôn, bên trong cũng không có lót gì hết. Rất là đẹp và rộng luôn. Độ mới là full chưa sử dụng luôn á, còn cả cái tab ở đây nha anh chị. Rất là đẹp, đựng cả 10 bộ đồ cũng được luôn. Rồi đến ra kích thước cho mình hình dung ha, cái màu này đẹp lắm, cái màu này rất là sang. Cái chiều ngang của nó là được 44, chiều dài chiều cao lên là chắc khoảng được 35. Rồi cái chiều cái đáy của nó là được 18 cm. Rồi mình đựng khoảng 10 bộ đồ ha. Lưu ý là hàng Valentino Italy nhưng mà nó sản xuất tại China nha. Nó có cái tag sản xuất ở China đây nè. Và cái này mình xài 5-10 năm ok luôn. Quan trọng là nó rất là thời trang. Nhìn nó rất là trend luôn anh chị, rất đẹp. Rồi mình chốt giùm em cái mã du lịch nha. Giá 550.000 thôi. Giá này là giá canvas, không phải là da thật nha. Còn nếu mà đồ hiệu mà da thật là nó giá rất là cao. Giá này là giá canvas nha anh chị. Du lịch 550.000. Mã túi du lịch nha. Rất là đẹp luôn. Đẹp dễ sợ. Rất là sang luôn anh chị. Rồi mình chốt em mã du lịch nha. 550.000 thôi. Rồi em sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây nha. Hy vọng là anh chị sẽ thích những cái món hàng này. Lưu ý là giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Và em sẽ cũng không có fix giá thêm đâu anh chị, không cần phải mặc cả tốn thời gian ha. Tại vì giá là em đã báo rất là sát rồi, cho nên là mình không có giảm thêm anh chị ha. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào video vào ngày mai. Hy vọng là ngày mai em sẽ làm kịp thêm một video nữa để giới thiệu thêm hàng cho quý anh chị nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Nếu mà anh chị nào mà mới xem video của em lần đầu thì mình có thể nhấn đăng ký kênh ha. Để khi mà em có video mới thì mình sẽ được thông báo và mình xem ủng hộ giúp em nha. Bye bye.